lấy cái mặt tấm ra nè. Gì vậy sao đây các bạn? Nè bây giờ ghi là các em sẽ lấy cái mặt tấm này ra. Muốn lấy cái mặt tấm này ra là các em kéo cái này lên nè, thì các em lấy cái này ra. Thì ở bên dưới này nó có một cái con chặn này nữa, nhưng mà cái chặn này tác dụng là gì? Nó sẽ để vô đây nè, và khi mà các em giãn cứng nó lại thì cái mặt tấm em không có tự quay được ha. Vậy là khi mà mình ghi á, thì mình đẩy kính này lại. Bây giờ các em lấy cái này ra, các em cứ dán giấy lên. Thì giấy các em này sử dụng cái giấy này ha. Giờ nó sẽ có hai cách. Là một á, là em để cái mặt dưới này cho nó bằng trước ha. Rồi em mới dùng cái viết chì hoặc là viết gì đó, em mới lăn cái mặt tấm này một tí xíu để em vẽ ăn đường, để lăn vẽ ăn đường, lăn vẽ ăn đường. Rồi em lấy cái em cắt từ đây qua đây để cho cái phần chiều cao của tấm nó bằng với cái mặt này ha. Còn cách thứ hai đó là em dán vô trực tiếp luôn, dán vô trực tiếp. Em đo cái mặt dưới này cho nó bằng trước ha. Rồi em vuốt nó lên ha, vuốt nó lên cho nó thẳng, cho nó thẳng. Xong rồi em mới trừ cái qua bên đây một chút, em lấy chồng qua bên đây khoảng một phân, khoảng phân rưỡi vậy đó, chồng phân rưỡi. Xong rồi em dùng cái em cắt bỏ nè ha. Rồi em dùng hồ đó, hồ có nè, cái em dán lên đây. Nhưng mà khi dán là đừng có cho nó văng qua bên đây. Để văng lên đây thì khi mà em dán lên thì giấy nó sẽ dính lên đây, có nghĩa là mình chỉ dán giấy lên giấy thôi và cho nó sát sát, để khi mà đứng lên á thì nó không có bị tụt xuống ha. Dán cho nó sát lên. Rồi sau khi mà các em dán xong vậy rồi đó, các em lúc bây giờ là mình dán trước khi mình cắt á, thì sau khi dán xong thì mình phải cắt ha. Cắt thì em dùng cái lưỡi lam, lúc bây giờ dán rồi thì nó vậy nè, thì phần này nó dư, thì em dùng cái lưỡi lam em khứa ngang qua vậy một tí ha. Xong rồi em cho một cái phần nó vô vô, để em cứ để cố định cái lưỡi lam mà cho nó dính sát vô đây ha. Cái em chỉ cần lam cái này ha, như nghĩa là làm cách nào cũng được, miễn sao mà giấy nó dán lên được cái đây ha. Rồi giả sử giấy nó dán lên được cái đây rồi đó, thì bây giờ mình sẽ để là để dưới này trước nè. Để dưới này trước, xong rồi em mới kéo cái này lên cho nó vô. Vậy là giả sử giấy này dán vô đây rồi ha. Bây giờ mình mới ghi nè. Em sẽ ghi vào bốn cái máy động ký là sử dụng cái nguồn điện 220 là phía bên này, còn hai cái máy động ký bên dưới là sử dụng nguồn điện 110. Còn lát tôi hỏi thầy 110 là tôi ghim vô ổ nào đó, ổ đây không nha, để tôi ghim vô thành cái trái máy nha. Thì mình sẽ ghim vô cái này trước nè, được chưa? Ghim vô này, ghim vô này xong rồi đó thì mình sẽ bật máy cho nó chạy. Thì phía bên đây nó có cái công tắc, thì khi mình bật lên thì máy nó sẽ chạy nha. À, bên này nó có một cái nút nữa, nút này nó tròn nha, giống như nhìn cái nút này nè, nút này là nút điều chỉnh tốc độ. Thì khi mà máy nó đang ở chế độ vận hành đó, nghĩa là máy đang chạy đó, thì mình mới chỉnh cái tốc độ được. Còn nếu mà máy nó đang ở chế độ ngưng, tức là không có điện vô, thì em không có chỉnh cái tốc độ được nhé. Là như vậy mà mình sẽ có ba cái tốc độ, thì cái tốc độ em nhìn tốc độ nó quay như vậy nè, lại cái tốc độ trung bình ha. Rồi tốc độ xuống dưới về là tốc độ nhanh, được chưa? Rồi cái này là trung bình trở lại, ngược lại vậy là tốc độ chậm. Vậy sẽ có ba cái tốc độ ha. Bây giờ em sẽ sử dụng cái bộ kích ha. Thì đây là cái bộ kích nè. Bộ kích này thì nó có một cái bên đầu tiên là em sẽ sử dụng cái này trước. Cái này tôi gọi là cái từ điện ha, có nghĩa là khi mà mình ghim cái nguồn điện vô, thì đây là cái em có một cái ổ điện nè ha. Thì mình ghim cái ổ điện vô đây, khi ghim có điện vô đây thì em bật cái công tắc. Thì đây lại công tắc nè, nếu mà cái đèn bên đây nó cháy đó thì có nghĩa là có nguồn điện vô đây ha. Còn khi mà tắt á, cái đèn này không cháy nhưng mà không có nguồn điện. Rồi mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ nữa, thì đây là cái bộ kích kích tay. Thì bộ kích tay này em sẽ ghim vô cái sau cùng ha, ghim vô cái sau cùng, được chưa? Nhớ cái gì tới ghim ha, sau cùng. Và mình sẽ cầm cái bộ kích tay này trong tay, sợi dây này thì nó mới thuận cái tay, em cầm em bấm nha.
Và khi mỗi lần em bấm thì cái đèn màu xanh này nó sẽ cháy, được chưa? Đèn màu xanh này nó sẽ cháy ha. Và mình sẽ có những cái cách bấm khác nhau. Thí dụ như em bấm rồi cái thời gian xong em ngưng ha, thì mình sẽ canh giờ, được chưa? Còn một cái dạng bấm khác là nhấp nhãn ha. Nhưng mà cái phần đầu tiên là mình bấm xuống dưới, có nghĩa là mình cho nguồn điện vô, rồi em canh thời gian bao nhiêu đó là em nhả ra, em nhả đúng bao nhiêu đó em nhấp lại, nhấp nhả ha. Rồi bây giờ cái này ha, mình sẽ đem vô cái một hai cái thứ ba đây ha. Để coi cái nó đúng. Ghim vô cái kế tiếp nè ha, ghim vô đây thì mỗi lần mà em nhấp nhả đó, thì khi mà em nhấp có nghĩa là có nguồn điện vô, thì đồng thời trên đây cái nguồn cái này nó cũng dẫn vô đây nè, thì chỗ này nó cũng có điện, và khi có điện cái này trở thành cái 500 điện, và khi trở thành 500 điện thì ở chỗ này là cái thanh sắt nè, thì nó hút cái lưỡi sắt này xuống ha. Khi mà em nhả ra thì đồng thời nó cũng nhả ra, vậy là mỗi lần mình nhấp đó, thì nó rớt xuống, mỗi lần mình nhả ra thì nó nhả ra. Và khi mà các em để trên cái động ký này ha, các em áp vô cái động ký này, thì khi mà các em nhấp xuống á, thì nó dạch thành một cái đường đi xuống. Mà nếu mà em để nhấp luôn vô động đi ngang, nếu mà các em buông lên thì nó nhảy lên, nhưng mà em vẫn để y ngang thì chạy ngang ha. Như vậy là mỗi lần mình nhấp nhả nó sẽ có những con đường đi lên đi xuống, chạy ngang đi lên đi xuống nha. Bây giờ các em sẽ có một cái bình mực ha, con cái bình mực bình mực ở đây, cả nhóm chỉ có một bình mực thôi, thì các em sẽ lấy miếng giấy và lấy cái khăn gì đó, các em lót ở bên dưới này một tí xíu ha, rồi các em nhỏ lên trên cái này nè, nhỏ từng giọt hơi xương ha, chút nhỏ từng giọt từng giọt, đừng nhỏ nhiều quá, nếu mà nhỏ nhiều quá nó rớt thì em phải lau nó liền để cho nó dơ. Và khi mà em sẽ bố trí như thế này ha, em sẽ bố trí là cô sẽ cho em hai cái tờ giấy, một cái tờ giấy đầu tiên á thì em sẽ ghi thử đi, rồi tờ giấy phía sau em sẽ ghi thiệt ha. Thì mỗi cái tờ giấy này thì còn hoặc là đó, cái tờ giấy đầu tiên là em ghi cái tốc độ của máy, tờ giấy sau nữa lát thì em ghi cái cơ động ký thì điểm nó sẽ đẹp hơn ha. Thì tốc độ của máy thì em ghi từ dưới lên và từ trên xuống. Bây giờ giả sử như em muốn điều chỉnh cái này đó thì em cho một cái ngón tay vô đây nè ha, em kéo cái này lên, rồi em buông cái này ra, em buông cái này thì phải nó sẽ cố định cái vị trí của nó, em muốn kéo lên kéo xuống vậy đó là em cho ngón tay vô đây, rồi em đè cái lưỡi này xuống ha. Rồi em sẽ bắt đầu ghi từ chỗ cái mối nối, nãy mình hai tờ giấy mình ớt lại đó, nó có cái chỗ mối nối ha, thì em sẽ ghi phía bên đây của cái mối nối, tất cả đều ghi phía sau của mối nối, cả về phía sau hết. Bây giờ giả sử như là cô dán giấy lên đây rồi ha, thì cô cho nó áp mình vô. Vậy cái này thì nằm trước mặt mình nè, rồi cái này thì nó nằm sát như đây, hơi nghiêng nghiêng tí xíu, hơi nghiêng khoảng 45 độ nha. Rồi giả sử như nó đã áp vô đó rồi thì một người sẽ ngồi là vừa căng cái này, vừa bấm vừa căng đồng hồ. Thì các em lấy cái đồng hồ của em, nó là cái đồng hồ cái này thì là không chính xác, em lấy cái đồng hồ bấm giờ máy điện thoại đó ha. Em sẽ canh như vậy là em sẽ ghi trước nè, cái tốc độ thấp mình ghi trước, hoặc là tốc độ cao hoặc tốc độ trung bình, em sẽ ghi ba cái tốc độ, cái này là trung bình nè, còn cái này là tốc độ thấp ha. Thì mỗi một nhóm như vậy đó là bốn em, thì em mỗi người sẽ ghi một đường ha, hoặc là đầu tiên thì một người hãy ghi một đường đi, rồi tới qua cái tốc độ thấp trước, rồi cái tới tốc độ trung bình, rồi cái tới tốc độ cao. Tốc độ thấp với lại tốc độ trung bình là canh 10 giây nhấp nhả, tức là nhấp 10 giây, nhả 10 giây ha. Tới tốc độ cao là chỉ cần 5 giây thôi, tại vì nó đi một cái ồn cái là hết một vòng này rồi, thành ra cho em chỉ cần hai cái chu kỳ thôi, nhấp nhả hai lần. Được chưa? Hiểu không? Nha. Rồi vậy là em sẽ một người ha, là vừa ngồi ở đây vừa canh giờ và vừa bấm cái này. Và nếu mà các em canh giờ không đều đó thì cái hiện trên cái đường này nó sẽ không đều ha. Còn nếu mà các em canh giờ đều thì trên này nó sẽ có một cái đường rất là đều, được chưa? Thì cái đường của nó sẽ giống như thế này, ghi sao mà nó giống